không yêu nhưng mà cũng có vài người thương. Con trai á. Con trai á. Em có chơi chung với thằng bạn cũng hay thân lắm. Xong rồi nó từ dưới quê nó lên thì nó qua ở chung với em. Một ngày thôi ngủ rồi nửa đêm tự nhiên em thấy nhột nhột. Cái em giật mình dậy hỏi: "Ủa sao vậy? Mày bệnh à?" Nó nói: "Có đâu, tự nhiên tao đang nằm mơ vậy á." Nhột nhột ở đâu em, nhột nhột ở đâu? Ô, có đó của bảo bối nha chị. Dạ. Mời bạn trai. Rồi, chào em. Mời đi em. Và mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Mời bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Nam Thư. Chào em. Dạ, chào bạn gái bên kia. Dạ em tên là Lý Xuất Sắc ạ. Hả? Lý Xuất Sắc? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, lạ nha. Dạ, thật ra cái tên này ban đầu quá, ba đã cho là Lý Quang Sang. À. Xong cái bà nội thấy nhìn tướng xuất sắc quá, cái mới đổi lại tên thành Lý Xuất Sắc. Và xong cái lớn lên á, em thấy cái gì nó cũng xuất sắc hết. Mỗi tội là cô gái nên nó không được xuất sắc. Dạ, cho nên mới ế tới giờ luôn. À. Dạ. Xuất sắc. Dạ. Dạ, quê em ở từ dưới lên. Dạ, Cà Mau ạ. À. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Em làm nghề gì xuất sắc? Dạ, em... Dạ em nhân viên văn phòng ạ. Em làm nhân viên có xuất sắc không? Dạ cũng xém xuất sắc đi. Mời đàn gái. À, em tên là Lê Thị Thu Thảo, sinh năm 1992, em 27 tuổi. Hiện tại là em đang làm việc và công tác ở quận 4. Em làm nhân viên văn phòng. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình đi. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, dễ ăn, dễ ngủ, dễ nuôi. Em rất là ham học hỏi. Ở nhược điểm của em á thì là khó tính, hơi đanh đá và nấu ăn cực kỳ dở tệ hại. Khó tính là khó tính sao nè? Đồ của em để ở đâu là em phải em về em phải tìm là em phải thấy. Còn nếu không là em cảm thấy bực mình lắm chị. Phát quạo liền đúng không? Dạ đúng rồi, em với lại em kỹ lắm. Đồ của em xài là nhiều người nói là người bán á người ta rất là ghét mày. Tại vì đồ mày xài ít khi nào mà hư. Lỡ đồ em bỏ lung tung rồi anh dọn được không vậy? Anh dọn thoải mái, anh xuất sắc mà. Anh dọn rồi xong em về em không thấy chỗ đó rồi em quạo thôi. Quạo. Đơn giản thì em quạo thôi. Ừ. Thảo, mà em nói em đánh đá là em đánh đá làm sao? Nhưng mà khi mà chị ngồi đây nói chuyện với em thì chị không thấy nét nào em đánh đá hết. Dạ lên tivi nó vậy chị. À lên tivi là vậy hả? Dạ phải nẹp nẹp lại bớt. Dạ. À, không sao. Em cứ thoải mái đi em. Ừ, mà đánh đá là đánh đá làm sao? Là ví dụ như mà em gặp một người lần đầu tiên á thì em nói chuyện xéo sắc lắm. Là không, ví dụ em mà thấy không hợp với em là chặt phải không? Đúng rồi chị. Chặt liền đúng không? Là không có cơ hội mở miệng với em. Trời, chắc bạn này được, bạn này xuất sắc rồi chị. Bạn này xuất sắc nên em bỏ qua đúng không? Anh không... thì anh có cái tính mà khi mà người ta càng ghét thì anh càng ghẹo. Nhây dữ lắm. Còn em có những cái khuyết điểm gì? Dạ khuyết điểm của em thì nó cũng là ưu điểm, tại vì thường thì em hiền quá, hiền với thật thà, với lại đi đây đi đó ăn chơi đồ em hay nhường cho mọi người, đâm ra họ cho em nhạt lắm, giống như hai người ngồi nói chuyện khi mà gà trúng cái đà thì em cũng nói dữ lắm, pha lịch sống cái em cũng ngồi nghe không mà. Dạ. Biết khai thác thì em xuất sắc. Dạ đúng. Còn nếu không khai thác thì em nhạt. Dạ. Bên này xéo sắc đánh đá chặt mà em sao, em thích gu trai mặn mặn hay nhạt nhạt với Thảo? Dạ, bạn trai của em chỉ cần hai điều thôi chị. Là phải mặn với ngon. Mặn thì là mặn ở cái tính cách đó chị. Là phải hài hước, nói chuyện chất chất xíu là em kết. Còn mặn còn ngon thì nhìn ngoại hình cũng ngon ngon chút. Trời là tầm ngoại hình nhìn ngon ngon ha. Cao trên 1m7 chị, có da có thịt, mặt tròn tròn dễ thương. Có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Em hả, mẫu hình của em cỡ Trấn Thành này nè. Cỡ Trấn Thành này nè. Em nhắm sao em? Dạ em cũng nhắm cỡ Hà Rí. Dạ em cũng nhắm cỡ Hà Rí. Hà Rí Quân. Dạ Hà Rí Quân. Thấy cũng hợp lắm. Đường tình duyên của em sao nè? Dạ thì trước giờ em chưa từng trải qua mối tình nào, chủ yếu là yêu đơn phương không ạ. Em cũng vui tính mà dễ thương mà sao không? Dạ chắc lúc bình thường thì em nhây em ghẹo được, nhưng mà lúc mà quan trọng nhất thì em lại người im gu à.
Tội nghiệp nhỏ không? Em sao bé Thảo? Dạ, em 27 năm em cũng có sương sương một mối tình thôi. Mối tình của em hồi năm cấp 3, kéo dài được 2 năm. Tại cái tính của em là hay nói, em thẳng tính lắm, em hay nói liền ngay lúc đó. Mà bạn thì không có thích, con trai chị nó không có thích lèm bèm, lằng nhằng. Rồi xong cãi lộn. Từ đó tới bây giờ là em không có mối tình nào nữa luôn. Em có bao giờ thắc mắc là tại sao mình ế không? Dạ không, em tự biết chị. Tại vì em khó lắm. Mời em đi ăn, em chịu liền vậy, tại ăn mà. Thì đi tới nơi á, bạn nam á, đầu tiên không kéo ghế cho em. Là em thấy mệt mệt rồi đó. Em thấy ghim một. Ghim đến lúc mà ngồi xuống, em tự ghế em ngồi xuống. Thì chén muỗng đũa rồi đó, đem ra quăng trước mặt mà không lao cho em á. Ghim. Bạn ghim lần hai. Rồi. Em rất là thích ăn chua. Mỗi lần ăn cái gì là em cũng phải có miếng chanh vô. Nên nếu em sẽ nhờ bạn nam bắt chanh cho em. Bắt chanh mà để xèo xuống một cái là không lượt hộp cho em á chị. Là rồi ghim đó. Lần ba. Dạ là xong rồi đó. Không bao giờ gặp lại. Em về em cũng sẽ nói nhẹ nhẹ. Em viết tâm thư chị. Anh ơi, hôm nay em đi với anh thì em cũng thấy vui lắm. Không có được anh kéo ghế nhưng em tự kéo. Em cũng thấy hơi mỏi mỏi tay. Là em nói nhưng mà em cũng xéo sắc xíu á chị. Rồi. Kiểu vậy á. Rồi xôi xôi vậy thôi chị. Để nói nhiều quá bạn kia sợ. Hôm nay đi ăn anh em kéo cái tư ghế mỏi tay quá. Em ăn trúng cái hột chanh phải không? Rồi lấy được không ai lấy đũa cho em. Rồi đứng lên còn bắt em trả tiền nữa. Dạ. Không, đừng làm vậy nha. Dạ. Em nghe bạn gái bên này nói bạn rất là kỹ tính và khó tính thì xuất sắc. Em thấy xuất sắc không? Dạ em đã xuất sắc thì phải vượt qua hết chứ chị. À. Dạ. Thật ra những việc mà bạn gái chia sẻ đó, hẹn bạn thì em cũng hay làm. Mấy việc đó thật ra nó cũng đơn giản. Em thích một mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người lý tưởng như hồi nãy em nói là chị Harry. Dạ. Còn bình thường em không yêu cầu gì, chỉ cần người đó là chân thành, biết điều là được. Rồi rộng, có tấm lòng rộng lượng. Ví dụ như mà đi dọc đường hay là gặp chuyện này kia không dự ý á, về cũng đừng có kể em nghe. Dạ, em cũng không quan tâm lắm. Không, nhiều khi cái chuyện xã hội đôi khi cũng kể nghe để mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn chứ. Nếu mà cảm nhận của chị mặt nhìn nó mặt hiền lắm, hiền queo luôn á. Mà hồi xưa giờ có người yêu lẫn gái mà đúng không? Dạ có yêu, yêu con gái chị. Có mà, yêu con trai không? Dạ không yêu nhưng mà cũng có vài người thương con trai á. Em có chơi chung với thằng bạn cũng hay thân lắm. Xong rồi nó từ dưới quê nó lên thì nó qua ở chung với em. Một ngày thôi ngủ rồi nửa đêm tự nhiên em thấy nhột nhột. Cái em giật mình dậy hỏi, ủa sao vậy, mày bệnh à? Nó lấy, có đâu, tự nhiên tao đang nằm mơ vậy á. Nhột nhột ở đâu, em nhột nhột ở đâu? Nhột ở má hoặc là nhột ở tay. Chỗ có đó, bảo bối hả chị? Dạ. Xong rồi nửa tiếng sau á, nhột nhột nữa. Cái em chị thấy nhột mình không chị? Chị nghe em nói nhột chị nhột quá. Xong rồi nửa tiếng sau lại nhột tiếp, mà lần này nó mạnh hơn. Xong rồi người em ngồi dậy á, nói mày khùng hả? Xong vậy là em chạy xuống dưới ngủ luôn. Đuổi nó về là một đi không trả lại, không chơi với nó. Xuất sắc. Còn nữa. Còn nữa, rồi sao dạ, nữa? Em về Sóc Trăng. Em đi đám cưới bà chị. Xong bà chị giới thiệu cho giám đốc á. Uống cà phê xong rồi đi taxi về. Trong taxi ổng cũng nói là cũng cái kiểu mà theo anh đi rồi anh nuôi đồ. Dạ, chu cấp cho 1 tháng 9 triệu luôn. Dạ, lúc đó ổng cũng xin số mà em chả biết từ chối sao nữa. Xong rồi về nhà gọi không bắt máy. Không bắt máy thì nhắn tin cũng chả trả lời luôn. Cạch mặt luôn. Dạ. Mà trên xe có cái gì nhộn nhộn không? Cũng vừa vừa dữ lắm mà lúc đó em có đề phòng rồi. Trải qua thằng bạn á. Có kinh nghiệm chị. Rồi xong vô đó. Lúc đó cất bảo bối vô à? Giấu kỹ lắm. Dễ thương quá à. Ủa mà vậy hình như sao? Nếu mà duyên với đàn ông chứ có duyên đàn bà. Mà men vậy sao con gái không thích mà toàn đàn ông thích là sao? Người ta bảo nhìn mày vậy mà sao ế, tao không tin à. Với lại mấy bé mà em quen á không đồng ý. Thì không đồng ý thì chịu đi thì đi quen người khác cũng được. Đằng này quay lại một câu, ai mà quen anh người đó có phước lắm. Sao nói lắm. Vậy có phước sao em không quen anh mà em quen người khác? Sao không quen? Cái bé bảo nhìn anh không có cảm giác. Nhìn anh không có cảm giác. Mặn không em? Thấy mệt mệt rồi chị. Thấy mệt mệt chắc rồi. Vô nước biển quá.
chào em gái dễ thương. Nói chung anh này đúng là hiền. Em mới hỏi anh bên đó có biết nấu ăn không ạ? Có biết nấu ăn không? Dạ không. Ở trời, ở trời. Ba mẹ anh lên Sài Gòn trước 2 năm anh ở dưới anh học á, cũng tự nấu dữ lắm. Mà nấu xong có một mình anh ăn được à. Có bạn bè nó qua, nó cắn miếng một xong nó no, nó nói nó no, nó không ăn nữa. Em có yêu cầu về tóc tai, quần áo, cách ăn mặc gì không? Ăn mặc lịch sự là được rồi. Lịch sự là được rồi. Tóc tai thì gọn gàng. Gọn. Trắng hay đen? Dạ, trắng hay đen hả? Ngâm ngâm là được. Nó quá ngâm luôn. Chắc, nhìn. Chắc ngâm muối dữ quá mặn. Bên này thì thoải mái, phóng khoáng, dễ thương, nhẹ nhàng. Ha? Anh thấy hai đứa cũng hỗ trợ cho nhau nhiều quá chứ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái của em với hai bạn. Con gái nữa hả? Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào tất cả mọi người trong khán đài. Em chào anh. Chào. Em thấy anh là một người khá là hiền. Em rất là ấn tượng với cái tên xuất sắc của anh. Dạ em ấn tượng cái câu chuyện mà bị quấy rối của anh. Cho em hỏi là ở nhà anh có hay làm việc nhà không ạ? Ở nhà có. Dạ tại vì chị em á là một người giỏi việc nước nhưng mà không có giỏi việc nhà. Tại vì ở nhà toàn bộ là em làm hết. Sợ anh này không có chịu nổi sức lầy của chị em. Bây giờ em đi với ai? Dạ em đi với ông anh, với con nhỏ cháu, thằng em với bé bạn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Đám Thư ạ. Chào chị ạ. Anh xuất sắc, anh rất là hiền, đặc biệt là anh rất là mặn. Mặn hơn tên cái tên xuất sắc của anh nữa, nên chị rất yên tâm nha. Em thấy anh với chị rất là hợp nên mình cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhiều hơn nha. Rồi. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho đúng hai rồi. Bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi. Lần đầu gặp em anh có cuốn sách muốn gửi em. Dạ cảm ơn. Sách gì đó đọc cho bạn nghe đoạn coi. Anh đọc cho em nghe. Dạ. Đời tôi thu hẹp trong một thế giới không màu không sắc. Nhưng ngay từ hồi còn là một sinh viên, tôi đã vui vẻ tin chắc rằng những cơ quan trên cơ thể tôi không đóng một vai trò quan trọng trong đời sống. Thôi rồi trời sao? Vì nó không thuộc về phần tinh thần của tôi. Anh thấy đoạn đó hay chỗ nào anh? Cái bộ phận cơ thể nó không quan trọng. Quan trọng ở chỗ mình biết mình là ai á. Mình cảm nhận mình cần được cái việc gì mình cần. Mình làm những việc gì mà có ý nghĩa. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy em nói á, bộ phận trong cơ thể mình không quan trọng đúng không? Dạ. Thì sao em gặp người kia em cất bộ bối? Thì lỡ như bị cướp bất tiêu rồi em lấy cái gì mà giao phó với người thân. Xuất sắc, em thật sự xuất sắc. Anh khác với tưởng tượng của em. Ban đầu em tưởng tượng anh sao? Anh cao mét nhiêu? Mét 65. Em tưởng tượng anh mét 7. Thời đó anh cũng cao lắm. Cái đi học á, bị mấy đứa bạn quánh ghiếc nó lùng. Giờ em mà giờ cưới vợ về vợ quánh nữa chắc cũng còn mét rưỡi. Em có một vài câu hỏi muốn hỏi anh. Em hỏi. Em có rất là nhiều bạn thân là bạn nam. Thì em hay đi du lịch với mấy bạn đó. Thì anh có ngại không? Có. Anh ngại sao? Em thì anh tin. Nhưng mà bạn của em thì anh không có tin lắm. Khi mà quen em rồi á, anh cũng không có đi chung với bạn gái. Hai người thì không đi nhưng mà đi nhiều người thì anh sẽ đi. Em cũng đi chung nguyên một nhóm á. Nguyên nhóm mà có trai có gái thì bình thường không sao. Câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi anh là sao tự nhiên quên rồi. Thôi anh hỏi em đi. Anh thấy em dễ thương giống như những gì mà anh đang tưởng tượng vậy á. Anh có ngại khi mà em không biết nấu ăn không? Cái đó có thể học được không? Cái gì mù đường với lại nấu ăn là em bị khuyết á. Vậy học thôi để vậy. Về anh gắng học. Thật ra anh cũng biết nấu, chỉ cái nấu dở quá. Bỏ muối bỏ lần nguyên nửa hũ mà. Tại bị cao huyết áp chứ. Anh chút xuống cái nó đi luôn nửa hũ chứ không phải là đi theo từng muỗng như người ta. Rồi giống như nấu canh chua đồ cũng nấu bình thường. Nấu xong ăn, em thích ăn chua đúng không? Dạ đúng rồi. Được, anh nấu canh chua cho mọi người.
Việc anh thì có 2 ca. Có thể ca 1 làm xong rồi ở lại chơi chơi, chiều em rảnh thì hẹn em đi. Em thì em làm ở quận 4, nhưng mà nhà em là ở Long An được. Em đi đi về về vậy. Đi hàng ngày luôn hả? Dạ đúng rồi, đi phượt. Ngày nào cũng phượt về vậy. Long An cũng chạy tới mà 2 tiếng gần mà. Mà quan trọng em có cho anh về nhà không á? Bấm nút hẹn hò thì em cho anh về nhà chứ. Anh không yêu cầu bạn gái gì hết, anh chỉ cần cái sự chân thành. Anh thích em, ví dụ như em có cái gì mà không vừa ý ở anh á, thì em cứ góp ý thẳng. Chứ đừng có bắt anh đoán mò, anh đoán không có ra. Yêu mà đủ một cái mức độ nào đó, em cảm nhận được là anh chân thành với em, thì em sẽ đồng ý. Bình thường ta nói nhìn vô anh là thấy cái sự chân thành rồi mà. Vậy là đồng ý liền á. Anh có gia trưởng không? Không, anh không có gia trưởng. Hoặc là thích con trai nhiều hơn con gái hay là sao? Thích gái lắm. Thích gái hơn. Anh nhỏ lớn chỉ có đúng 2 thằng bạn thân à. Mà tiễn thằng đi rồi. Còn thằng tiễn thằng kia đi đâu? Dạ hồi nãy chị bye bye là ý là một đi không trở lại chị. Chắc bạn kia thấy bạn này vậy chắc cũng không dám đâu. Em cảm thấy anh có giống như cái mẫu người mà em đang cần á, thì em cho anh cơ hội, anh hứa sẽ lo em suốt đời. Chạm vào trái tim, chạm vào trái tim. Dạ bình thường sở thích của em là đi du lịch, cái thứ hai là nghe nhạc, nghe nhiều nhưng mà ít hát. Hát dở nhưng mà cũng hát được. Hát đứng lên tỏ tình chinh phục nè. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rào ai vẫn làm ngơ. Chim chuyền nhành ớt líu lo, người ơi tôi hát 6 câu đợi chờ. Dạ xong rồi. Rồi Thảo, em có muốn hát tặng cho xuất sắc không? Dạ à, dạ có chị. Hát. Khi gặp nhau phút đầu, từ ánh mắt anh đã trao nụ cười, khen ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé. Ta đưa nhau qua những con đường tình yêu, em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ phút đầu. Nghe nhịp đập con tim lòng này thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Rồi. Dễ thương. Hết thời gian. Một cô gái bên kia rất là thông minh, có thể nghiêm khắc một chút xíu nữa, và mỗi người có thể bổ trợ cho nhau. Bây giờ để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại, kiểm tra lại cảm xúc con tim mình nha, và hãy trung thực với nó. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi em gái không bấm. Sao vậy? Thảo có thể cho một vài lý do. Cảm nhận đầu tiên của em nó rất là quan trọng. Khi mà em gặp, em có cảm thấy xao động nhẹ thì em mới quyết định trao tình cảm của mình, chứ em không có bấm bừa đâu. Tôi trân trọng quyết định của bạn. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha em trai nhé. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vina Latex. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Rất tiếc là chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời quý vị.